bức tranh đá kia thờ, đấy là từ xa xưa rồi, nó thuộc về cổ rồi, nó có họa văn như thế thôi. Vì bọn tôi cũng chưa bao giờ lên tận nơi để nhìn, vì nó ở trên đấy là một cái nơi linh nghiêm rồi. Mỗi khi nhắc tới Ngô Thị Nhậm, người đời sau thường nói đến nước cờ Tam Điệp, một cống hiến to lớn của Ngô Thị Nhậm giúp vua Quang Trung hành quân thần tốc từ Phú Xuân ra Thăng Long đánh tan bọn xâm lược nhà Thanh vào mùng năm Tết Kỷ Dậu, tức năm 1789. Nói đến Ngô Thị Nhậm, người đời sau không thể nào quên vụ án năm Canh Tý về việc phế trưởng lập thứ của phủ chúa Trịnh, mà Ngô Thị Nhậm có chút dính líu, và tiếp theo đó là cái chết đột ngột của cha Ngô Thị Sĩ tại Nhậm Sở Đoàn Thành ở Lạng Sơn. Thưa vị, hiện tại Duy đang đứng ở mộ Ngô Thị Nhậm, người là một danh sĩ Bắc Hà và là cánh tay phải của vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Chính tại nơi đây là nơi sinh ra của hai danh sĩ rất nổi tiếng đất này, đó là Ngô Thị Sĩ và con ông là Ngô Thị Nhậm. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa quý vị, hình ảnh quý vị đang xem là cụm di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, mộ và nhà thờ Ngô Thời Nhậm tại xã Tả Thanh Ngoài, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 14 km. Dòng họ Ngô Thị Tả Thanh Ngoài là dòng họ nổi tiếng với Ngô gia văn phái, tiêu biểu là Ngô Thời Sĩ và Ngô Thời Nhậm. Sở dĩ trên các tuyến đường ở Việt Nam mang tên Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm bởi vì Ngô Thị được đọc trại là Ngô Thời do Kiêng Húy tên thuở nhỏ của vua Tự Đức là Phúc Thị nên chữ Thị đọc trại thành Thời. Nhà thờ Ngô Thị Nhậm trước đây được gọi là Đền Sùng Đức. Theo bia Sùng Đức Từ Ký, có niên đại Cảnh Thịnh thứ hai vào năm 1794 thì đều do thân phụ của Ngô Thị Nhậm là Văn Dụ Vương, tức Ngọ Phong Công, Ngô Thời Sĩ, xây năm Bính Tuất đời Cảnh Hưng, tức năm 1766. Sau khi ông thi đậu Hoàng Giáp, trong nhà thờ còn lưu giữ được chân dung Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Sĩ và một số đồ dùng của Ngô Thị Nhậm. Khi chúng ta qua nhà thờ dòng họ Ngô Thị là khu lăng mộ Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm. Khu mộ Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm vốn là nhà ở của Ngô Thị Nhậm, có hướng nam, phía trước là cánh đồng rộng. Ngôi mộ Ngô Thị Nhậm trước đây ở Đồng Hoa Cà, vào năm 1976 rời về đây. Còn mộ của Ngô Thị Sĩ trước đây ở cánh đồng dọc Muống, chuyển về đây. Khu lăng mộ Ngô Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm hiện nay đặt tại ngõ 15, xóm Văn Lâm, đội 2, thôn Tả Thanh Ngoài, xã Tả Thanh Ngoài, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại đây vẫn còn di tích nền nhà xưa. Quần thể khu di tích nhà thờ và lăng mộ Ngô Thị Nhậm được dựng từ thế kỷ thứ 19 theo kiểu nội tự ngoại khách. Khu lăng mộ bao gồm hai lăng. Lăng bên Thanh Long là mộ của cụ Ngô Thị Sĩ hợp táng cùng với một người vợ. Lăng bên Bạch Hổ là mộ của cụ Ngô Thị Nhậm cũng hợp táng cùng với một người vợ. Dưới ngôi mộ này có tấm bia mang về từ mộ cũ có ghi Hằng Tâm Hà Sa, Vãng Lai Vũ Trụ, Bất Đản Bất Tử, Tầm Thường Ly Tụ. Vào năm 1977, tỉnh Hà Sơn Bình công nhận nhà thờ và lăng mộ Ngô Thị Nhậm là di tích lịch sử. Vào năm 1997, nhà thờ và lăng mộ Ngô Thị Nhậm được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử để tưởng nhớ ngày mất của danh nhân. Vào ngày 16 tháng 2 âm lịch hàng năm, chính quyền cùng con cháu trong họ làm lễ dâng hương tại khu di tích. Ngô Thị Sĩ mất ở tuổi 54 tại Động Nhị Thanh, Lạng Sơn ngày nay. Vào ngày 29 tháng 8 năm Canh Tý, tức ngày 22 tháng 10 năm 1780, sau khi có việc đi mục Nam Quan về nghỉ đêm tại đây. Khi đó dư luận cho rằng ông chết vì uất giận, không khuyên bảo được con là Ngô Thị Nhậm đã can dự chuyện tố cáo vụ Trịnh Tông mưu giết Trịnh Cán. Đương thời dị nghi vì việc này mà Ngô Thị Nhậm được thăng đến chức thị lang, đây là một nghi án được giới sử học sau này bàn luận nhiều. Ngô Thị Nhậm mất ngày mồng 9 tháng 3 năm 1803, khi ông vừa tròn 57 tuổi, do bị đánh bằng roi tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào năm 1803. Sau trận đánh đòn về nhà, Ngô Thị Nhậm mất. Khu di tích danh nhân Ngô Thị Nhậm nó như một cái quần thể đó. Cái nhà này tức là nhà của danh nhân Ngô Thị Nhậm mà đã được nhà nước xếp hạng di tích văn hóa danh nhân Ngô Thị Nhậm.
Ngôi nhà thờ này là được xây dựng trên cái nền nhà xưa của dòng họ. Của các cụ, không phải dòng họ. Dạ. Mà đất này cũng là đất của các cụ luôn. Dạ. Từ cụ cuối thời cụ Sĩ. Cụ Sĩ là thân sinh cụ Nhậm. Thì trong cái khu nhà thờ này thì nó có cả bên lăng mộ và cả đàn chi viễn. Đấy nó như một quần thể. Tức là người ta gọi là khu di tích lịch sử, nhà thờ, lăng mộ và đàn chi viễn. Đàn chi viễn có gần đây không ạ? Ngay dưới ngõ 17 đây. Dạ. Đó. Vì cái đàn chi viễn là cái nơi mà đàn tế của cả đại tôn, không phải riêng chi họ Thành Ngoại. Vì ở đây chi họ Thành Ngoại là gốc cụ tổ ở đây. Thì cụ tổ chúng tôi là từ đời thứ nhất sinh ra tất cả các cái nhánh, bắt đầu các cụ mới bắt đầu đi các nơi, như chẳng hạn như là sang Hải Dương, rồi sang xuống Hà Nam, xuống Linh này, rồi ở xuống Hưng Yên, rồi lên Bắc Linh, rồi thậm chí trên Sơn La, rồi là trong Thanh Oai, Hà Tây cũ, đấy, rồi Quảng Bá, rồi là Cầu Giấy, nói chung rất nhiều các cái đi các nơi, đấy, đến cái ngày 17 tháng Giêng ấy là gọi là đầu năm mới thì thường thường sẽ là xuân tế, đấy, xuân tế nhá, chứ không phải là tế xuân, xuân xong để tế các cụ. Cái đó nó thành một cái như kiểu như mình gọi là một cái di chúc của các cụ để lại, là bất kỳ năm nào cũng đến ngày đó, người anh riêng, con cháu các nơi, hậu duệ các thế hệ phải về để đàn tế tại đấy là chính. Còn đây là nhà thờ này, là nhà thờ này ngày xưa gọi là nhà thờ Sùng Đức của chi trưởng mà của cụ Ngô Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm. Ao ngoài này, khu lăng mộ ngày trước là hơn 5.000 mét vuông cơ, nhưng mà một số coi như là bây giờ bị thu hẹp vì do một số cá nhân là người ta lấn chiếm, kể cả bên kia khu lăng mộ, cái khu nhà ngay bên cạnh của lăng mộ cụ Sĩ mà bên phía đông này cả, đấy, cái nhà nó là cũng lấn chiếm. Dưới cái đàn chi viễn là cái nơi để tế lễ các cụ tổ các đời cũng bị lấn chiếm. Cái ao này trước các cụ nhà tôi là tính sơn thủy hữu tình, nếu tính phong thủy bao giờ nhà thờ nhìn ra là phải có một cái hồ ao mát, đấy, đổ lấn chiếm hết cái hồ đằng trước cửa kìa. Đấy, anh cứ nhìn từ đất này của các cụ từ đây ra cái chỗ cái nhà cao tầng này là đấy trở lại. Ở đây có hai cái mộ cụ Sĩ ở bên ngoài phía đông, mà cụ Sĩ thì nhà 4 mái nhưng cụ Nhậm thì nhà 8 mái. Đấy, thế mà lấn chiếm cái nhà đấy mà chúng tôi đề nghị nhiều vẫn chưa được giải quyết được, để trả lại nguyên vẹn cái khuôn viên đất đai của cụ của chúng tôi. Mà đằng sau ấy, cái chỗ khu lăng mộ hai cụ làm là vẫn còn những cái lền móng ấy, nhà Lam Gian ngày xưa chúng tôi vẫn để nguyên cái lề móng ấy. Đây nó to bằng này, vẫn còn đằng sau đấy, cái chân móng của nhà các cụ. Thế cho nên đưa lăng mộ các cụ về lấy làm là làm tại đất các cụ, chứ không phải làm đất của nhà nước, không phải đất của hợp tác xã nhà nước cấp đâu. Đấy, mất là đã yên vị ở đấy từ xưa rồi, tức là để tránh những cái sự phản tặc của những kẻ mà nó đang hận thù đó. Cho nên phải đưa các cụ làm một nơi bí mật, sau đó bắt đầu khi mà yên bình rồi thì bắt đầu mới lại đưa các cụ về cái đất của nơi các cụ sinh ra và lớn lên. Đã, hiểu chưa? Và cái thời gian đưa các cụ về là thời gian nào ạ? Cái thời gian đưa về đây là phải vào cái thập niên 70 mấy đó, của thế kỷ đó, 20 đấy. Đó, của thế kỷ 20. Nhà thờ này là nhà thờ của danh nhân, mà nhà chính là của các cụ chứ không phải nhà thờ của dòng họ. Nhưng đến khi nhà nước xếp hạng nhà thờ danh nhân Ngô Nhậm thì chúng tôi quy tụ, tức là tế hoặc là lễ thì vẫn phải kính cáo đến các cụ từ các cái thế hệ các đời đấy, phải kính cáo để các cụ nắm bắt được. Còn cái tế lễ các cụ chính thì phải xuống đàn chi viễn dưới hoành phi kia đó, thì là một cái bức tranh đá kia thờ. Đấy là từ xa xưa rồi, nó thuộc về cổ rồi, của các cụ từ xa xưa rồi đấy, cho nên vẫn phải duy trì cái đấy. Nó có họa văn như kia thôi, nhưng mà nó là cái thờ của cụ từ xa xưa. Vì tôi cũng chưa bao giờ lên tận nơi để nhìn, vì nó ở trên đấy là một cái nơi linh nghiêm rồi.
Còn cái chỗ cái ngai kia là cái nơi mà các cụ cao cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ là ngồi đó. Thế còn dưới đó thì bắt đầu đến cụ sĩ. Đấy. Sau cụ sĩ bắt đầu bên dưới này là con, là cụ Nhậm. Và đó. Cái bức tranh này cũng là bức tranh của hai cụ đấy. Đó. Dạ. Đấy, ông bố đấy. Dạ. Mà bức, các cái bức tranh của cụ sĩ kia là trên khu Nhất Nhị Động Tam Thanh đó. Cụ ngày xưa là Trấn Hải Lạng Sơn mà. Dạ. Thì được ở trên cái tỉnh Lạng Sơn người ta tôn sùng cụ, tôn vinh cụ. Cho nên trên người ta không gọi là cụ Ngô đâu. Đấy. Sợ là nói tượng Húy cho lên đấy, mà lên đấy dùng từ Ngô là động cái tên Húy cụ. Cho nên đấy ví dụ cây ngô mình phải bảo là bắp. Dạ. Đó. Dạ. Thế là trên đó người ta thường thường dầu nắng riêng người ta rước kiệu cụ là để tế lễ và vinh danh cái công của cụ ở trên Lạng Sơn. Dạ. Còn chính của cụ là ngày Húy nhất của cụ là 25 tháng 9 âm lịch hàng năm. Đó. Thế nên là cái ảnh đó ở trên Lạng Sơn thì không phải ảnh như này. Đấy, mà chỉ là người ta tạc trên cái hang đá mà cụ ngày trước cụ lánh nạn ở trên cái hang đá trên Lạng Sơn. Nhưng anh lên trên cái động Nhất Nhị Tam Thanh ở tại chùa Nhị Thanh là có người ta đang để thờ đó. Thì cái ảnh này sau khi tôi mới ở trên tỉnh Sơn, người ta gửi cái tư liệu giấy mời để cho dòng họ gốc của ở Tả Ngoài là con cháu hậu duệ cụ lên lấy dự cái tế lễ của tỉnh Sơn. Thì tôi mới lấy cái bức ảnh đó, cái tường người ta chỉ đục chạm ở trong đá đó. Thì tôi về tôi mới mô phỏng, tôi xem qua cái tư liệu thì là cụ là cũng lánh nạn vào trong ngưỡng cửa từ bi. Thì ăn mặc theo kiểu áo cà sa. Đấy. Thì tôi mô phỏng thì tôi làm này thì tôi cũng cúng tiến cho họ. Đấy. Chứ còn ở tất cả không có cái ảnh kiểu như này. Mà chỉ ảnh đục ở đá thôi. Hình tượng cụ thôi. Đấy, xong người ta chụp lên tranh, người ta đưa thành một cái giấy để thông tin về cái nét văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, trong nó có về cụ sĩ đấy. Đó, thì tôi mô phỏng tôi làm ấy, tôi mới tạo lên là cụ nếu mà lánh nạn trong ngưỡng cửa từ bi thì mày mặc cái áo cà sa thì phải nó màu hơi vàng vàng, thấy chưa? Đấy, thế này là tôi sẽ mô phỏng tôi làm như vậy. Thế còn ảnh cụ Nhậm này thì lại là cái bà cụ cháu ngoại bên họ, cụ lấy cái tư liệu này từ ở ngoài chùa Bộc. Cái ảnh mà tôi cũng chụp ở chỗ chùa Bộc kia, thờ Quang Trung và Ngô Thị Nhậm, cụ Nhậm và Ngô Văn Sở phải ạ. Ngô Thị Nhậm và Ngô Văn Sở và vua Quang Trung. Dạ, dạ. Đấy, trong chùa Bộc. Dạ, dạ. Có một cái đó người ta thờ đấy, lên cả trên viện bảo tàng ấy là cụ chỉ cái tư liệu đấy theo làm cái này là kiểu như tranh sơn mài. Dạ. Đó. Thế còn một bên thì bọn tôi để một cái ảnh của cụ Ngô Khế. Cụ Ngô Khế là thân sinh ra cụ Ngô Phúc Cơ. Đời thứ nhất để mà sinh trưởng ra tất cả các cái dòng họ Ngô Thị từ Tả Ngoài đi các tỉnh. Vâng. Đó, đến 17 tháng riêng thì tất cả các tỉnh lại phải về đây. Để đến đầu năm thì bắt đầu được, cứ đến mùa xuân thì bắt đầu lại tế lễ các cụ. Vâng. Đó. Ảnh ở lăng mộ cụ là Ngô Khế ở Thanh Hóa, ở Yên Định Thanh Hóa. Nếu anh cần tìm hiểu về cái việc đó thì trong cái Thanh Hóa này khoảng tháng 3. Đấy, tháng 3 là chúng tôi sẽ tổ chức vào cụ tổ trong gốc trong đó. Đấy, sinh ra cụ tổ nhà chi họ Tài Hoa anh tôi. Dạ. Tháng 3 này vào trong người ta cũng sẽ, năm nay khả năng người ta cũng sẽ mở hội. Dạ. Đó. Và tháng 3 tức là mùng 8 tháng 3 âm và 26 tháng 3 âm. Đấy. 16 tháng 2 này là tổ chức để lễ tưởng niệm 220 năm mất của các cụ. Đấy, thì còn cái bên này là cái ảnh đấy, là cái ảnh chính, là cái ảnh ban thờ cụ sĩ ở trên Lạng Sơn. Đấy, tôi cũng chụp treo đấy để cho mọi người biết là cái này là ở đâu. Tức là cái này là cái ban thờ hiện nay đang ở trên Lạng Sơn. Ngô Thị Nhậm sinh ngày 11 tháng 9 năm Bính Dần, tức ngày 25 tháng 10 năm 1746 tại làng Tả Thanh Oai, tục gọi là làng Tó, trấn Sơn Nam, nay thuộc huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Thuở nhỏ tên là Phó, sau đổi thành Nhậm. Nhậm nghĩa là nhận lấy nhiệm vụ, là gánh vác việc đời. Ngô Thị Nhậm còn được gọi là Ngô Thời Nhiệm do kiêng húy tên chữ của vua Tự Đức là Hồng Nhậm nên chữ Nhậm đọc trại thành Nhiệm. Tự Hy Doãn, hiệu Đạt Hiền.
khi nghiên cứu tiền học lấy đạo hiệu Hải Lượng, ông đỗ tiến sĩ năm Cảnh Hưng thứ 36 năm 1775 làm quan tới đốc đồng Kinh Bắc, thăng công bộ hữu thị lang, là danh sĩ, nhà văn đời hậu Lê Tây Sơn, người có công lớn trong việc giúp triều Tây Sơn đánh lui quân Thanh. Ngô Thì Nhậm xuất thân gia đình vọng tộc trốn Bắc Hà, là con Ngô Thì Sĩ. Ngô Thì Nhậm thông minh, học giỏi, sớm có những công trình về lịch sử. Ông thi đỗ giải nguyên năm 1768, rồi tiến sĩ tam giáp năm 1775. Sau khi đỗ đạt, ông được bổ làm quan ở bộ hộ dưới triều Lê Trịnh, được chúa Trịnh Sâm rất quý mến. Năm 1778, làm đốc đồng Kinh Bắc và Thái Nguyên. Khi đó, cha ông là đốc đồng Lạng Sơn, cha con đồng triều nổi tiếng văn chương trong thiên hạ. Sau vụ án năm Canh Tý năm 1780, ông bị nghi ngờ là người tố giác Trịnh Khải nên phải bỏ trốn về quê vợ ở Thái Bình lánh nạn. Năm 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần hai, xuống lệnh cầu hiền tìm kiếm quan lại của triều cũ. Danh sĩ Bắc Hà đã đầu quân cho nhà Tây Sơn từ trước đó mới chỉ có Trần Văn Kỳ, Ngô Văn Sở và Đặng Tiến Đồng. Tuy vậy, tới thời điểm này thì cả vua Lê lẫn chúa Trịnh đều đã đổ. Ngô Thì Nhậm và một số thân sĩ Bắc Hà khác như Phan Huy Ích, Bùi Dương Lịch, các tiến sĩ Ninh Tốn, Nguyễn Thế Lịch, Nguyễn Bá Lan, Đoàn Nguyễn Tuấn, anh rể Nguyễn Du, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Huy Lượng, tác giả Tụng Tây Hổ Phú, v.v. lần lượt ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Sử cũ viết khi được Thì Nhậm, Nguyễn Huệ mừng mà nói, thật là trời để dành ông cho ta vậy, và phong cho ông chức tả thị lang bộ lại, sau lại thăng làm thượng thư bộ lại, chức vụ cao nhất trong lục bộ. Khi Bắc Bình Vương về lại Phú Xuân, thì Ngô Thị Nhậm là một trong những người được tin cậy giao nhiệm vụ hợp tác với Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết, Nội hầu Phan Văn Lần lo việc cai trị Bắc Hà. Quả nhiên, Ngô Thị Nhậm đã không phụ lòng tin tưởng của Bắc Bình Vương. Cuối năm Mậu Thân năm 1788, do vua Lê Triều Thống cầu viện, 29 vạn quân Thanh kéo sang Đại Việt với chiêu bài diệt Tây Sơn dựng lại nhà Lê. Ngô Thì Nhậm đã có kế lui binh về giữ phòng tuyến Tam Điệp, Biện Sơn thuộc Ninh Bình để bảo toàn lực lượng trong khi chờ viện binh từ Phú Xuân ra. Rồi sau khi đại thắng quân Thanh, cũng chính nhờ ngòi bút tài ba của Ngô Thị Nhậm qua những văn thư ngoại giao khôn khéo mà tránh được can qua có thể tiếp diễn giữa hai nước. Khi vua Quang Trung băng Hà năm 1792 thì ông không còn được tín nhiệm như trước nữa nên cáo lão về hưu, quay về nghiên cứu Phật học. Các võ tướng và một số quan văn bị giải về Hà Nội để bị xử phạt đánh bằng roi ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Trong số đó có Phan Huy Ích và Ngô Thì Nhậm, chủ trì cuộc phạt đánh đòn đó là Đặng Trần Thường. Theo Đại Nam Liệt Truyện viết khá chi tiết về cuộc đời của Đặng Trần Thường. Theo đó, Đặng Trần Thường người huyện Trương Đức, trấn Sơn Nam, nay thuộc Trương Mỹ Hà Nội, cũng thuộc con nhà dòng dõi, Đậu Sinh Đồ tức Tú Tài cuối đời Lê. Có quen biết với Ngô Thì Nhậm từ hồi ở huyện Thanh Oai, vốn học rộng và tự biết mình có tài nhưng chưa được ai biết đến nên khi thấy Ngô Thì Nhậm ra cộng tác với Tây Sơn và được trọng dụng thì ông tìm đến gặp Nhậm để nhờ tiến cử. Theo Đại Nam Liệt Truyện thuật lại rằng trong cuộc gặp gỡ này, Nhậm đã không nhiệt tình giúp đỡ mà còn lên mặt kẻ cả đang lên voi, cho Thường một bài học khi hai người bàn về việc đời. Nhậm nói, người quân tử quý ở chỗ biết thông biến mới có thể làm nên được công nghiệp, chứ kẻ thất phu chỉ biết tự tin mình rồi có ích gì. Thường nghe vậy rũ áo đứng dậy ra về, về đến nhà ông nói với người nhà, ta sẽ giết tên giặc ấy và quyết chí tìm đường vào Nam để tiến thân với Nguyễn Vương nhưng chưa có cơ hội. Tại miền Nam, sau khi tái chiếm Gia Định năm 1787, thế lực Nguyễn Vương ngày một mạnh. Năm 1793, Nguyễn Vương lấy lại thành Diêm Khánh và cuối năm đó giao cho Đông Cung Cảnh, tức Hoàng Tử Cảnh, trấn giữ thành này. Vương cũng đồng thời cử một cận thần là Nguyễn Đình Đắc bí mật ra Bắc tìm người có tài để thuyết phục vào Nam giúp sức. Đang muốn vào Nam, nay gặp được Nguyễn Đình Đắc là người có thẩm quyền được ủy nhiệm tìm đến cầu hiền thì còn cơ hội nào tốt hơn, đúng là vận hên đã tới. Nên sau cuộc gặp gỡ này, Đặng Trần Thường rủ Nguyễn Bá Xuyên và vài người đồng chí hướng khác nữa vượt biển vào Nam. Đặng Trần Thường đầu tiên cập bến Diên Khánh, nơi Đông Cung Cảnh đang trấn Nhậm. Yết kiến Đông Cung, Thường không lạy mà chỉ vái ba cái, hành tam khấu lễ, với lời thưa rằng chưa gặp quân vương Nguyễn Vương, tức vua Gia Long, nên chưa dám lạy thái tử. Có lẽ đã được Nguyễn Vương hay Nguyễn Đình Đắc thông báo trước, lại thêm cái phong độ ra mắt của Thường hơi khác người, tôn kính nhưng không hạ mình, sợ sệt, nên Đông Cung Cảnh sinh biệt nhãn, tiếp đón Đặng Trần Thường khá niềm nở, vui vẻ,
tặng tiền lộ phí rất hậu để thường rong buồm đi tiếp vào gia định. Mùa xuân năm Giáp Dần, tức năm 1794, thuyền đến cửa Cần Giờ, ông cho người đi trước mang biểu dâng lên Nguyễn Vương. Chú Nguyễn xem biểu, thấy đây là người có tài nên ra lệnh cho Tả Hữu rằng khi thường đến thì đưa vào ra mắt ngay. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, qua đối đáp rất trúng, Nguyễn Vương nhận ra đây là người mà Vương đang cần để giúp chóng hoàn thành nghiệp lớn nên tỏ rõ trọng đãi. Ban ngày 300 quan tiền và 100 phương gạo để làm phương tiện định cư ban đầu. Thấy được Nguyễn Vương biết tài và tin cậy nên từ đó Đặng Trần Thường ra sức bảy mưu hiến kế để đem lại chiến thắng cho quân Gia Định. Ngay trong năm đầu tiên, năm 1794, ở miền Nam, ông đã được đi theo đạo quân do Nguyễn Vương chỉ huy giữ việc tham mưu, ra giải vây thành Diệt Khánh, cứu Đông Cung Cảnh. Với thành tích này, Đặng Trần Thường được thăng hàm hữu tham chi bộ lại, chỉ đứng sau Tả tham chi và thượng thư. Từ đó, ông thường được phái theo các đạo quân lớn của các tướng kỳ cựu như Tôn Thất Hội, Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Duyệt. Khi thì giữ vai trò tham mưu, khi thì giữ chức phó tướng, chỉ huy một cánh quân, phối hợp chiến đấu, lập được nhiều công trạng. Năm 1802, vua Gia Long tiến quân ra Bắc, chấm dứt nhà Tây Sơn, thống nhất đất nước. Chức Tổng trấn Bắc Thành được lập ra, giao cho Nguyễn Văn Thành trông coi việc cai trị và trị an miền Bắc, gồm 11 trấn. Với sự giúp đỡ của ba cơ quan lớn là Tào Bình, Tào Hộ và Tào Huỳnh, Đặng Trần Thường coi Tào Bình. Năm 1809, ông được thăng Thượng thư Bộ Bình nhưng vẫn coi Tào Bình. Mùa đông năm 1810, được triệu về kinh. Trở lại vào mùa xuân năm 1803, ba cựu thượng thư của triều Tây Sơn là Ngô Thì Nhậm, Phan Hữu Ích và Nguyễn Gia Phan. Sau một thời gian trốn tránh đã ra đầu thú vì nghe có lệnh tha, cả ba được giải về kinh. Đặng Trần Thường nhân dịp này dâng sớ nói, bọn Nhậm là bề tôi của nhà Lê, nỡ cam tâm thờ giặc, tức Tây Sơn, đặt lời dối trá để lừa bịp nước Thanh, hãm đồng loại vào con đường bất nghĩa, thực là người có tội trong danh giáo. Nếu không giết đi, lấy gì để răn bảo người sau? Vua giao vụ việc cho các quan nghị tội. Nguyễn Văn Thành nói rằng tội của bọn Nhậm thật quá đáng chết, nhưng vì đã có chiếu chỉ tha tội cho người ra đầu thú, nên nếu bấy giờ giết đi, hóa ra nhà vua thất tín. Vì vậy, triều đình quyết định chỉ đem ba người ra trước văn miếu Thăng Long đánh đòn rồi tha về. Đặng Trần Thường là người chủ trì việc thi hành án phạt. Chính trong cuộc giáp mặt sau 15 năm không gặp này, đã làm nảy sinh đôi câu đối bất hủ. Ngồi trên ghế nơi công đường oai vệ, Đặng Trần Thường hất hàm hỏi Ngô Thì Nhậm đang quỳ dưới sân. Ai công hầu? Ai khanh tướng? Trong trần ai? Ai dễ biết ai? Họ Ngô không chút e dè, lấy mệnh trời đáp ngay. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế. Thấy tới bước đường cùng này mà kẻ thù xưa vẫn không chịu hạ mình thua cuộc, Đặng Trần Thường lấy làm giận lắm, sai lính đánh đòn. Sau khi cả ba cựu thần Tây Sơn chịu đòn xong thì được về nhà. Hai người kia bình thường, riêng Ngô Thì Nhậm về nhà mấy hôm sau thì mất. Liệt truyện nói rằng, Thị Nhậm bị đau quá, chịu không nổi mà chết, nhưng nguồn tin khác lại ghi nhận rằng vì thù xưa quyết trả nên Thường đã bí mật ra lệnh cho lính tẩm thuốc độc vào roi, đánh thật đau, gây thành thương tích, thuốc ngấm vào người, về nhà thì tất Nhậm phải chết. Theo một số nguồn tin, trước khi chết, Ngô Thì Nhậm có bài thơ sai người nhà chuyển đến cho Đặng Trần Thường như sau. Ai tai Đặng Trần Thường, chân như yến sử đường, vị ương cung cố cự, diệt nhĩ thị thu trường, nghĩa là thương thay Đặng Trần Thường, nay quyền thế lắm đấy, nhưng khác nào như chim yến làm tổ trong cái nhà sắp cháy, rồi sẽ khốn đến nơi, giống như Hàn Tín giúp Hán Cao Tổ, rồi bị Hán Cao Tổ giết ở cung vị ương. Kết cuộc của ngươi rồi cũng thế đó. Quả nhiên bài thơ ứng nghiệm như một lời tiên tri hay một lời nguyện, Đặng Trần Thường bị Gia Long xử tử. Hậu thế họ Ngô đến nay vẫn khẳng định Ngô Thì Nhậm đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chết và cái chết của mình từ cuối năm 1795 thông qua bài ký ngôi mộ Vĩnh Định đề Ngày Đông Chí năm Ất Mão. Đó là một đêm mùa đông năm Giáp Dần năm 1794. Ngô Thì Nhậm đã có một giấc mơ lạ. Trong mơ, ông thấy mình đi bộ trên một cánh đồng ngập nước tới làng Tó, quê nhà, bỗng thấy một nóc nhà hướng Tây quay ra bờ sông, lầu cửa chót vót. Trước lầu là cửa quạt, tán lọng nghiêm trang. Ông cất giọng hỏi người thị vệ, nghi lễ do sứ nào cung phụng? Thì thấy cha mình là Ngô Thị Sĩ trong lầu đi ra, đưa tay dắt ông vào chùa. Đến cao đường bày nhiều hương hoa trang nghiêm, trong có một hương án cao to,
cha ông chỉ vào đó nói rằng: "Huyệt ở dưới Hương Án, đà một lớp đất chùa già, lập hướng rất đẹp." Thế vậy, ông giật mình thưa với cha: "Nếu định huyệt nơi Hương Án, e vị sãi trong chùa không cho." Cha ông khẳng định: "Sãi chùa có một cô gái, hỏi mà cưới lấy thì có gì mà không cho." Giật mình tỉnh dậy, ông mới nghĩ đó là người cha linh thiêng về mộng cho đất. Sau đêm mơ giấc mơ lạ đó, Ngô Thi Nhậm đã bỏ nhiều công sức tìm đất, lập huyệt và xây cất phần mộ cho mình. Ông đã nhờ đến một tú tài ở đất Mân, Chiết Giang, Trung Quốc điểm huyệt tại chùa Bùi, nhưng vị này ngại vì thấy hồ thủy phân tán qua cung đường. Sau đó, ông nhờ Trần Thực, hiệu sinh trong ấp xem cho một quẻ bói, thấy cục đất ở vườn cam rất quý, thì sai người chọn đất, ngôi đất được chọn là rất tốt. Ngô Thị Nhậm đã xác định được chỗ yên giấc ngàn thu của mình. Sự dày công, cẩn thận được ông gọi là Vĩnh Định Oan, tức mộ Vĩnh Định, căn dặn con cháu về sau khi ông mất thì cứ đất đó mà tiến hành an táng. Thời thế thay đổi, lịch sử nhiều phen đảo lộn. Gần 200 năm sau, khi Ngô Thị Nhậm đã mổ yên mà đẹp đúng như tâm nguyện khi còn sống, hậu thế họ Ngô đã có dịp cải táng, tu bổ, tôn tạo mộ phần của Ngô Thị Nhậm về gần khu từ đường họ Ngô Thị, là địa chỉ ngày nay. Chuyện kể rằng, khi cải táng mộ, giữa hai chiếc tiểu sành đựng hài cốt của ông và vợ nằm song song, người ta tìm thấy một tấm bia đá nhỏ, trong đó có lời thơ viết rằng: "Hằng tâm hà sa, vãng lai vũ trụ, bất đàn bất tử, tầm thường ly tụ." Tạm dịch là: "Hằng tâm cát sông Hằng, lại qua trong vũ trụ, không mất không chết đâu, tầm thường chuyện ly tụ." Dịch nghĩa là: "Trong cuộc sống con người có một thứ mà nơi đâu cũng có, nhiều như cát sông Hằng, ấy là tấm lòng nhân ái tồn tại lâu dài không thay đổi, gọi là hằng tâm." Ngô Thị Sĩ, tự Thế Lộc, hiệu Ngọ Phong, đạo hiệu Nhị Thanh Cư Sĩ, là nhà sử học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng ở thế kỷ thứ 18 tại Việt Nam. Ông sinh ngày 20 tháng 9 năm Bính Ngọ, tức ngày 15 tháng 10 năm 1726, tại làng Tả Thanh Ngoài, tên nôm là Làng Tó, huyện Thanh Ngoài, trấn Sơn Nam, sau thuộc tỉnh Hà Đông, nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong một dòng họ lớn ở làng có nhiều người nổi tiếng hay chữ đỗ đạt, ông là thân phụ của các danh sĩ Ngô Thị Nhậm, Ngô Thị Chí, Ngô Thị Hương và là nhạc phụ của danh sĩ Phan Huy Ích. Ngô Thị Sĩ thuộc đời thứ 33 họ Ngô Việt Nam, dòng Ngô thời Tả Thanh Ngoài, ông nội là Ngô Chân, hiệu Đan Nhạc, một người nổi tiếng về sức học uyên bác và có tài văn chương, được người đương thời liệt là một trong 7 con hổ của kinh thành Thăng Long, Tràng An Thất Hổ. Cha ông là danh sĩ Ngô Thị Ức, cũng là một người nổi tiếng hay chữ. Năm 14 tuổi, cụ Ngô Thị Ức đỗ thứ 2 kỳ thi hương, nhưng sau đó hỏng liền 2 khoa thi hội nên không để chí vào việc khoa cử nữa. Ông mất lúc Ngô Thị Sĩ lên 10 tuổi. Từ năm 7 tuổi đến năm 11 tuổi, Ngô Thị Sĩ được ông nội rèn dạy, sau đó được cho ra Thăng Long theo học các bậc danh sĩ như Nghiêm Bá Đĩnh, Nhữ Đình Toản, vân vân. Năm Quý Hợi năm 1743, Ngô Thị Sĩ thi đỗ Hương Tiến, tức cử nhân, nhưng bị hỏng khoa thi hội ngay sau đó. Năm 1752, ông lại đi thi hội nhưng bị khảo quan Trần Tố đánh hỏng vì nhầm. Chúa Trịnh Doanh rất tiếc chuốt chức của Trần Tố và trao cho Ngô Thị Sĩ chức Thiêm Chi Công Phiên Thẩm Ứng Vụ. Vào năm 1756, nhân đỗ đầu một kỳ thi tuyển người, Ngô Thị Sĩ trở thành một thành viên trong văn ban của phủ Chúa Trịnh, được giao trách nhiệm soạn thảo giấy tờ và làm tùy giảng cho con chúa là Thế tử Trịnh Sâm. Từ đó ông giữ nhiều trọng trách của triều đình. Năm 1756, nhân đỗ đầu một kỳ thi tuyển người, Ngô Thị Sĩ trở thành một thành viên trong văn ban của phủ Chúa Trịnh, được giao trách nhiệm soạn thảo giấy tờ và làm tùy giảng cho con chúa là Thế tử Trịnh Sâm. Từ đó ông giữ nhiều trọng trách của triều đình. Năm Bính Tuất đời Cảnh Hưng, tức năm 1766, ông thi đỗ Hoàng Giáp, năm sau được thăng Đông Các Hiệu Thư rồi đổi làm Hiến Sát Sứ Thanh Hóa. Năm 1771, ông qua việc chấm thi ở trường thi Nghệ An, bị Nguyễn Văn Chu, người ở Hà Tĩnh kiện vì ăn của đút của học trò, bị án hoàn dân tụ địch, nghĩa là trả về làm dân chịu sai dịch. Sau này chúa Trịnh Sâm đi tuần phương Nam, biết ông bị oan mới có ý cân nhắc tin dùng. Năm 1775, chúa Trịnh triệu ông vào kinh, cho giữ chức hiệu lý Viện Hàn Lâm kiêm hiệu chính quốc sử, sau đó thăng thiêm đô ngự sử. Năm 1777, ông được bổ làm đốc trấn Lạng Sơn. Trong thời gian ở đây,
ông đã ổn định được tình hình địa phương, giúp dân an cư, rồi ông cho đặt doanh Lộc Mã, dựng đình Kinh Lược, sửa sang động Song Tiên, khai thác động Nhị Thanh, biến nơi đây trở thành một thắng tích. Nhà sử học Phan Huy Chú có viết, bây giờ Hà Lạng Sơn đói vì mất mùa, dân Bảy Châu phần nhiều đi nơi khác và chết đói ngoài đường. Khi ông đến, tìm cách cấp cứu, rồi chiêu dụ dân lưu tán về khai khẩn ruộng hoang, tự mình đô đốc việc cày bừa để khuyến khích dân biên giới, đến vụ gặt mùa lúa tốt lắm. Do đó trộm giặc tiêu tan, trong hạt yên ổn. Khi việc tuần phòng rỗi rãi, ông lại nhởn nhơ nơi núi khe, tìm trốn thanh u, dò nơi hiểm trở, không có chỗ nào ông không đến. Ở phía bắc trấn thành cách sông, ông mở mang động Nhị Thanh làm cảnh trí rất lạ. Khi việc quan thông tả, ông thả thuyền tới động, leo lên bậc đá ngâm thơ, uống rượu, thật là hứng thú, phóng khoáng. Các nhà nghiên cứu có nhận xét rằng, thông qua cuộc đời hoạt động và qua các tác phẩm bài viết của Ngô Thị Sĩ, chứng tỏ ông là một nhà chính trị có tầm nhìn xa rộng, có tâm huyết và có nhiều ý tưởng cải cách nền chính trị đương thời với mong muốn làm cho xã hội ổn định, nhân dân được sống, lao động yên vui. Trong lĩnh vực sử học, ông là một sử gia nổi tiếng, có tinh thần làm việc cẩn trọng, có ngòi bút sinh động, có nhiều phát hiện mới và có suy nghĩ riêng. Trong những công trình trước tác của Ngô Thị Sĩ, Việt Sử Tiêu Án, Đại Việt Sử Ký Tiền Biên, Đại Việt Sử Ký Tục Biên là những tác phẩm có nhiều tư liệu quý giá. Ông soạn các sách này nhằm mục đích sửa chữa lại những sai lầm trong sử cũ. Trong sách, ông đưa ra nhiều ý kiến khá xác đáng, thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc, được các nhà sử học đời sau trích dẫn lại. Ngoài việc là một chính khách, một quan chức, Ngô Thị Sĩ còn nổi bật với một tâm hồn đa cảm của một nghệ sĩ. Với những rung động sâu sắc, mãnh liệt, ông luôn nhìn thấu tâm tư, tình cảm con người và cảm thông với họ, trăn trở, day dứt cùng họ. Trong lĩnh vực văn học, thơ văn của ông, dù bàn chuyện chính sự hay bộc lộ tình cảm trữ tình, ngòi bút của ông sắc sảo mà khoáng đạt, đa dạng, nhiều ý tứ mới lạ và hướng vào đời sống đích thực, ít dùng lối ước lệ, tượng trưng. Riêng về văn, tính lạc quan, tính hài hước cũng là một phong cách văn chương của Ngô Thị Sĩ. Về quan niệm sáng tác, ông cho rằng văn chương phải thiết thực, hữu dụng, mới mẻ và có cốt cách riêng. Ông đả phá lối thơ trộm hình thức phù phiếm. Tuy nhiên, văn chương do không theo khuôn phép nên nhiều khi gặp rắc rối, mấy lần đi thi, khảo quan đều nhận ra văn bài của ông. Cố tìm ra lỗi dù rất nhỏ để chốt bỏ. Ngày 29 tháng 8 năm Canh Tý, tức ngày 22 tháng 10 năm 1780, Ngô Thị Sĩ mất ở tuổi 54 tại động Nhị Thanh, sau khi có việc đi mục Nam Quan về nghỉ đêm tại đây. Ngô Thị Nhậm thuở nhỏ cũng như những đứa trẻ nhỏ khác phải lo toan học hành, trau dồi kiến thức, thi cử. Nhưng nhà ông nghèo, nhiều năm người cha thi không đỗ nên cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn. Nhưng có lẽ cả cuộc đời ông xảy ra mấy việc khiến ông đau lòng nhất ngoài nỗi oan về vụ án năm Canh Tý. Đó là năm Ngô Thị Nhậm 17 tuổi thì mẹ qua đời, để lại 5 người con, Ngô Thị Nhậm con cả. Con thứ hai Ngô Thị Thục, sau lấy tiến sĩ Phan Uyển. Con thứ ba Ngô Thị Chí. Con thứ tư Ngô Thị Viêm. Con thứ năm Ngô Thị Điện. Vào năm 1763, Ngô Thị Sĩ được Chúa Ân Vương Trịnh Doanh mến tài, đặc cách cho tiến triều, trao cho chức cấp sự trung bộ công. Năm sau Giáp Thân, tức năm 1764, trao chức giám ngự sử đạo Sơn Tây. Không đầy vài tháng, thăng làm đốc đồng sứ Thái Nguyên. Từ đây gia đình Ngô Thị Sĩ mới dần dần thoát khỏi cảnh nghèo khó. Vào năm 1764, Ngô Thị Sĩ lấy vợ kế họ Nguyễn, bà cùng 4 người con chồng đến nhậm sở tại Sơn Tây ở với ông. Chỉ còn Ngô Thị Nhậm ở nhà với người vợ mới cưới là Ngô Thị Anh, người bách tính Sơn Nam Hạ. Năm Tân Mão, năm 1771, Ngô Thị Sĩ làm tham chính Nghệ An, tư đồ Hoàng Ngũ Phúc ghép ông vào tội gian lận trưởng thi hương, bị cách tuột chức tước. Cũng năm đó, bà vợ kế của Ngô Thị Sĩ mất. Khi ấy, Ngô Thị Sĩ còn đang ở Nghệ An. Mọi việc thuốc thang rồi tang ma đều do Ngô Thị Nhậm lo toàn. Bà sống với Ngô Thị Sĩ được 7 năm, để lại 2 người con, Ngô Thị Chí, Ngô Thị Hoàng. Trước cái chết của mẹ kế, Ngô Thị Nhậm rất đau xót. Năm 1780, xảy ra vụ án Canh Tý. Vụ án xảy ra khoảng cuối tháng 7. Đến cuối tháng 9, Ngô Thị Sĩ bị cảm tại động Nhị Thanh, rồi ít ngày sau thì qua đời. Ngô Thị Nhậm dâng biểu xin với Chúa đưa thi hài cha về quê. Trịnh Sâm liền cấp ngay cho tiền bạc và 20 tên lính đi áp tải quan tài. Đoàn người vội vã lên đường, đến nơi lập tức trở về ngay. Ngày Canh Dần, tháng 10 năm Canh Tý khởi hành. 19 ngày sau, vào ngày Nhâm Thân, tháng 10 thì đưa quan tài về tới quê Tả Thanh Hoài.
công việc đưa linh cữu về quê chậm trễ vì ngoài việc khiêng vác vất vả, hàng ngày dừng đợi cúng cơm ra, còn xảy ra một việc rất đau lòng là người vợ thứ tư của Ngô Thị Sĩ họ Hoàng, hiệu Tuệ Trang, theo ông Lê Lạng Sơn, sinh được một trai nhưng không nuôi được. Sau mới sinh được bé gái còn nhỏ thì Ngô Thị Sĩ qua đời. Lúc đưa linh cữu về quê, bà quá đau xót mà sinh bệnh, không thể đi cùng. Linh cữu đi được vài ngày, có tin báo bà đã mất. Ngô Thị Nhậm phải dừng linh cữu giữa đường, quay lại Đoàn Thành, Lạng Sơn, lo tang ma cho người mẹ kế, chôn cất tại đó, hẹn 3 năm sau cải táng đưa về quê. Cái thế lúc này không thể đưa linh cữu mẹ kế về cùng, Ngô Thị Nhậm kể. Mệnh của cơ sao quá mỏng, sinh một trai thì không nuôi được, một gái thì còn nhỏ, tên quân ta lại bỏ mà đi, đàn con côi không nơi nương tựa, cơ cũng chẳng được trông cậy. Trong cảnh khổ cực, lòng sợ mắt buồn, gần đây chạy tang ở dinh thự Đoàn Thành, thấy cơ bị bệnh rên rỉ, xin theo tiên quân, lòng ta thương buồn vì cơ lễ bái thuốc thang nhưng không kiến hiệu, ngày trở về đã tới không thể săn sóc. Ngày 12 đưa tang ra khỏi thành để cơ ở lại dinh, còn mong cho khỏi, nhưng vào ngày 14 cơ bèn theo tiên quân mà lìa cõi trần, ở giữa đường nghe được tin, rất lấy là buồn. Cơ sống hay chết đều theo tiên quân ta, có thể coi là bậc trinh thuận thành thực, còn bọn ta thờ phụng đấng thân, không có công trạng gì, không những đắc tội với cha mà còn thẹn với cơ nữa. Nay linh cữu ở dọc đường, tính đường đất đến cuối tháng mới tới quê nhà, tang sự là việc lớn, chính đương lúc chật vật nơi núi cao khe thẳm, đường đi xa xăm này, thế không thể cho phép mang cả di hài của cơ cùng đi theo mà về. Vậy xin chọn ngày tốt, tạm chôn ở cánh đồng Vĩnh Trại, ấp này phụng thờ đền tiên quân, có động truyền thần ở đó, khí thiêng trung đúc, tùm âm u, cơ có thể lại nương tựa để phụng thờ tiên quân, đặt hai khoảng ruộng để hàng năm tuần tiết thờ cúng cơ, đều khắc vào mặt sau bia, truyền lại lâu dài. Cơ có con dại, lũ tôi xin vì cơ nuôi dạy, cơ có mẹ già, lũ tôi xin vì cơ thăm hỏi, cơ ở dưới chín suối sẽ không để lòng lo buồn, 3 năm sẽ sạch sẽ rồi, sẽ cải cát đưa hài cốt về để hầu hạ mồ mả tiên quân, sẽ yên ủi lòng mong mỏi của cơ. Theo tế thứ mẫu Hoàng Thị Văn, Kim Mã Hành Dư. Khi linh cữu về gần đến kinh thành Thăng Long, vì tang đại thần không được đi qua kinh đô, Ngô Thị Nhậm phải đưa linh cữu cha đi đường vòng xuống phía hạ lưu sông Hồng, vượt sông về đến đầu làng Tả Thanh Oai, dựng dạp bên bờ sông Nhuệ, làm ma. Lại cũng vì lệ người chết nơi ta hương không được đem linh cữu về nhà. Tại nhà tế này, Ngô Thị Nhậm để đôi câu đối, bao quát cả cuộc đời hoạt động của người cha. Tam đô suốt trấn kiếm văn vũ, lưỡng tiến đăng triều sáng cổ kim. Tạm dịch, 3 lần ra trấn thủ xứ ngoài, tài kiêm văn võ. 2 lượt được tiến triều là dịp hiếm có xưa nay. Năm Nhâm Dần 1782, trong kinh có biến, Trịnh Sâm qua đời, nhân ngày cúng cơm, cứ binh nổi loạn, giết Quận Huy, phế Trịnh Cán, lập Trịnh Tông, những người có liên quan ít nhiều đến vụ án năm Canh Tý hoặc bị giết, hoặc bị bắt giam, tịch thu tài sản. Ngô Thị Nhậm vì trước đây bị dư luận ghép cho là người cáo giác vụ án, phải lánh về quê vợ cả ở Am Lệ Trạch, xã Đội Trạch, trấn Sơn Nam, nay thuộc Vũ Thư, Thái Bình. Ở đây, ông nương nhờ tại nhà người em vợ là Đồng Lạc Thị. Năm Bính Ngọ, tức năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc diệt chúa họ Trịnh, giao quyền cho Lê Hiển Tông, rồi lại trở về Nam. Em ông là Ngô Thị Chí về Am Lệ Trạch, nơi ông đang lánh mình đón về kinh, nhận chức hộ bộ đô cấp sự trung, thăng hiệu thảo kiêm toàn tu của triều đình Lê Triều Thống. Năm Đinh Mùi, tức năm 1787, vua Lê Triều Thống được Nguyễn Hữu Trình giúp chống lại nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ cho Vũ Văn Nhậm ra đánh. Triều Thống chạy về vùng núi Bảo Lộc, nay thuộc Lục Lam, tỉnh Bắc Giang, sai người sang nhà Thanh xin cầu viện, còn Ngô Thị Nhậm ẩn náu tại làng Kim Lan, huyện Thạch Thất. Năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ hai, xuống lệnh tìm kiếm quan lại cũ của triều đình nhà Lê Trịnh ra giúp việc nước. Ngô Thị Nhậm được Nguyễn Huệ trao cho chức hữu thị lang bộ công, tước tỉnh phái hầu, cùng với Võ Văn Ước coi tất cả các quan văn võ của nhà Lê. Nguyễn Huệ lại trở về Phú Xuân. Tháng 10 năm Mậu Thân 1788, Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân cùng hàng chục vạn dân phu phục dịch vượt biên giới tiến sâu vào nội địa nước ta với dạ tâm xâm lược. Ngô Thị Nhậm cùng tướng của Tây Sơn là Ngô Văn Sở bàn tính kế lui giặc.
một cống hiến to lớn của Ngô Thị Nhậm là nước cờ Tam Điệp giúp cho vua Quang Trung hành quân thần tốc ra Thăng Long, lập nên chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu năm 1789 lừng lẫy. Năm Nhâm Tý năm 1792, Ngô Thị Nhậm kiêm chức quốc sử thự tổng tài. Giữa lúc vua Sáng Tô Hiền gặp gỡ thì Quang Trung lâm bệnh đột ngột qua đời vào ngày 29 tháng 7 năm ấy. Tháng 2 năm sau, năm 1793, Ngô Thị Nhậm lãnh chức chánh sứ sang Thành, báo tang và cầu phong cho vua mới là Quang Toản. Đi sứ là việc hết sức hệ trọng, không những đối với quốc gia đại sự mà ngay cả bản thân người đi sứ cũng lo lắng đến cả tính mạng của mình. E rằng lần đi sứ này khó có thể sống sót trở về, nên trước khi lên đường, Ngô Thị Nhậm đã viết lời dặn lại cho con cháu rất cặn kẽ. Học tốn công em ta, tức Ngô Thị Chí, đã quy tiên trước ta rồi. Cháu phẩm, tức con Ngô Thị Chí, nên lập từ đường ở bản ấp để thờ cúng em ta. Từ đường đó cứ theo như nhà cũ, sau này cháu, rồi con trưởng của cháu nối tiếp phụng thờ, sùng là em cháu. Sau khi khôn lớn, nên làm nhà ở làng Bảo Triện cùng nương tựa vào cậu là Hoàng Giáp Công, tức Định Lĩnh Hầu. Đợi khi nào mẹ cháu tuổi già rước về Bảo Triện, lúc trăm tuổi hợp táng với cha cháu, năm mẹ cháu tuổi chưa tới 50, ta chưa cho về. Em thứ ta là Quảng Nghiệp Quân, không có con, nay giao cho em Thiệm. Thiệm là con ông chú, Ngô Tưởng Đạo, sau này thờ chú ta, Ngô Tưởng Đạo, bố của Thiệm, làm hàng chiêu, thờ Quảng Nghiệp Quân ở hàng mục. Em, tức Thiệm, là người có tài, không phải tục tằn, ta đâu phải nhiều lời. Em thứ nữa là Chí, ở Chi ta là ngành thứ, song đối với bà thứ mẫu Thuận Nhân lại là ngành trưởng. Ngô Thị Chí là em thứ ba của Ngô Thị Nhậm, nhưng là con đầu của bà mẹ kế, tức thứ mẫu, là Thuận Nhân sinh ra. Đã thờ thần chủ bà thứ mẫu Thuận Nhân, phối hưởng với tiên công, đó là lòng hiếu kính của ta theo chí hướng của các cụ trước, đời đời không dám vượt quá. Chí, em nên cùng với thân con cả ta, ở chung, chú cháu phụng thờ tư tết phải kính cẩn, không được trái cái ý hiếu thuận của ta. Em nên ở một khu đất phía trước, bên phải nhà của cháu thân. Đất đó do tiên công ta cho, lại một chiếc ao nữa, ta thu lại làm ao hương hỏa, sẽ lấy một chiếc ao đào cũ, xào thước cũng đúng bằng ấy để đổi. Em thứ tư nữa là Hoàng, vợ em có công nhưng không may không có con, cho em được ở quê vợ, cùng nương tựa với anh em họ ngoại. Em nên lấy vợ nẻ, người trong họ của vợ em, để kế về sau. Hàng năm lễ Tết dỗ chạp thì về quê quán cùng anh em tôn tộc hội họp yến ẩm là được. Em thứ nữa là Hương, mẹ em đã cải giá, vợ em cũng mất sớm, cảnh ngộ em rất lận đận, ta thương lắm. Nhưng sau em cưới vợ nữa, đó là điều không chỉ nói về đạo làm người, mà là theo đạo trời đấy. Vì ngay từ khi còn nhỏ đã phải đơn côi khổ cực, đạo trời thì thêm bớt, ắt trưởng thành, hành thông. Sau này để tang sinh mẫu và giá mẫu. Hiện tại không được gặp mặt em, vợ em hiện không có con, cho phép em lấy em gái vợ làm kế thất. Em nên làm nhà ở xã Cao Xá, nhập tịch xã đó, còn như thổ cư ở thôn Đức Lâm, nay chị dâu thứ nhì tạm ở, sau này lấy nhà đó làm nơi thờ vợ cả của em. Bố mẹ vợ em đem con gái thứ hai gả cho em, con rể cũng như con đẻ, sau này theo lễ thì để tang 1 năm, theo tình thì để tang 3 năm, không được làm trái lời ta. Con trưởng thân, con là con cả, ở quê cha mẹ, phụng thờ tổ tông, con cùng chú Chí ở chung, phải lấy hiếu thuận khuyên bảo, lấy thành thực đối xử, chớ phá hoại nền nếp ông cha. Con giữ một khu ao hương hỏa và các thửa ruộng tế của đàn truy viễn, siêng năng sản nghiệp để đủ dưa muối, không được khiếm khuyết. Con thứ nghi, năm Nhâm Dần năm 1782, lúc ta phải trốn tránh, cùng bàn với mẹ con, cho con ở quê ngoại xã Bách Tính để phụng thờ những dỗ chạp về họ ngoại. Con nên cùng cậu đồng Lạc Thị nhập tịch làng đó, nay cho con một ngôi nhà ở bên phải nhà anh thân con. Đó là một khu đất đằng sau suốt mãi tới phần đất của chi trưởng, để khi tuần tiết hàng năm trở về ở đó mà cúng tế cho tiện. Con thứ nữa quán đã cho làm thừa tự em gái ta là Cung Hòa Huy Nhân, vợ Trác Lĩnh Hầu, cho con làm nhà ở xã Bằng Liệt để thờ tự bố mẹ nuôi. Con mẹ đẻ con cho một ngôi nhà ở bên trái nhà anh thân con, đằng sau suốt mãi tới vườn sau từ đường, cho có nơi dựa dẫm, ăn ở được yên. Ngoài ra,
con trai, con gái còn nhỏ, phó cho mệnh trời, không dám mong ước nhiều. Lại ông anh họ là Hiệu, được nhờ cha ta xưa nuôi làm con, kể tuổi thì phải làm em ta. Nay ta đã xây dựng gia đình cho em để giữ hương khói ngành trường. Em phải cùng anh Chí và cháu thân ở chung, phải một nhà hòa thuận, yêu mến, có thủy có chung, nhất là chia rẽ người này người nọ, phải cấm hẳn. Nếu trái lời ta, tổ tiên chứng giám. Này, ta là người ứng phó với việc đời, từng làm bài Phú Mộng Thiên Thai, có câu rằng, lấy cả vũ trụ làm liều trừ, ôi sao buộc được cánh chim hồng đây? Con đường rong ruổi chạy vậy của ta, tương lai chưa thể đoán được, ngựa trông phúc lớn, việc đi xứ xong, khi cưỡi ngựa nhìn thấy cái vui của gia đình, nào cha con, nào anh em, nào ông cháu, càng có nhiều chuyện lý thú. Một thiên nghị luận về việc họ này chỉ là sơ lược mà thôi. Trên đường đi sứ, đi đến Nam Ninh, được tin quê nhà mở khoa thi, ông lại viết thư về dặn dò con cháu. Năm nay mở khoa thi, lấy học trò đỗ bằng những bài kinh nghĩa và văn sách. Khi thi tuyển, quan hữu ti dẫn dắt, cất nhắc vào kinh, bước đường mây xanh dài rộng, người học giỏi mới được nộp danh sách. Xem ra, lũ chúng mày học thì đỉnh đoảng, cần nên sửa chữa, đừng có chơi đùa, để đợi khoa sau sẽ gặp dịp tốt, là con em nhà thế gia, đứng trong hàng đai mũ, không thể ví với con em nhà thường dân, gặp bước tiến mau, sức học thì không đủ, nhưng mong muốn những việc ngoài bổn phận để nhục tới danh tiếng gia đình. Chú cháu chúng mày ở nhà càng nên bảo nhau cố gắng, chăm đọc sử sách, vì ở đời người có văn chương là quý, đến như việc khoa cử, phận trời đã định, chuyện nhà đào bính, để lại trò cười cho các nhà đại gia. Phải răn cấm. Chớ cho lời ta nói là viển vông không thiết thực. Nếu nhà chức trách cho việc không nộp danh sách ứng cử mà trách móc, thì khi ra ứng khảo hạch ở huyện, nếu có mỗ mãng mà bị đánh hỏng cũng không hại gì. Cần nhất là không nên vẽ rắn trổ chim, tài sức không đủ mà cứ miễn cưỡng làm, đến lúc thi lại bị trượt rất là hổ thẹn. Đường xá xa xôi, trong lòng nhớ nhung, nghĩ tới các ngươi, mượn bút gửi lời, ghi lòng chớ trái. Cuối tháng trọng xuân, viết ở nhà trọ Nam Kinh và để báo tin bình an mà mừng. Lần đi sứ này, Ngô Thị Nhậm trở về Bình Yên, về đến Thăng Long, ông chỉ kịp ghé qua nhà viếng mộ con trai Văn Trang Vương vừa mất trước khi đi sứ ít ngày, rồi vào Phú Xuân ngay, mãi đến cuối năm Giáp Dần năm 1794 mới trở lại quê nhà. Vua Quang Trung mất, Ngô Thị Nhậm mất đi người hiểu mình, biết đến tài năng và tin dùng mình. Quang Toản mới 15 tuổi, lên nối ngôi. Nội bộ triều đình dần dần bị chia rẽ sâu sắc, rồi lâm vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bởi người cậu Bùi Đắc Tuyên lợi dụng vua Quang Toản còn nhỏ tuổi, chuyên quyền lộng hành, vơ vét của cải cho bản thân, gây ra năm bè bảy mối, gạt bỏ dần những bầy tôi giỏi, trung thành của vua Quang Trung. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, triều đình Quang Toản sụp đổ, nhà Nguyễn lên thay, Ngô Thị Nhậm bị đưa ra Văn Miếu đánh đòn, trận đòn thù làm ông Uất Đức mà qua đời. Thưa quý vị, làng Tả Thanh Oai hay còn gọi là làng Tó hay Tó Tả thuộc xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, được cả nước biết đến là làng khoa bảng với 12 người đỗ đại khoa, gồm 4 hoàng giáp và 8 tiến sĩ, có họ Ngô với dòng Ngô Gia Văn Phái và các danh nhân Ngô Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm đã đi vào lịch sử đất nước. Ngoài ra còn có 27 hương cống thời Lê, 10 cử nhân thời Nguyễn. Họ Ngô Thị có 6 tiến sĩ là Ngô Tuấn Dị, đỗ năm 1688, Ngô Đình Thạc đỗ năm 1700, Ngô Đình Chất em Đình Thạc đỗ năm 1721, Ngô Thị Sĩ đỗ hoàng giáp năm 1766, Ngô Thị Nhậm đỗ năm 1775 và Ngô Điền đỗ hoàng giáp năm 1841. Những người đỗ đại khoa của làng Tó có Ngô Đình Thạc làm quan tham tụng, tương đương với chức tể tướng, Ngô Đình Chất, Ngô Thị Nhậm làm thượng thư, hai người phụng mệnh đi sứ là Ngô Đình Thạc, Ngô Thị Nhậm tránh sứ sang nhà Thanh, có nhiều đóng góp cho việc bang giao của triều đình Tây Sơn. Ngô Thị Sĩ có nhiều công lao trong việc giữ yên và phát triển vùng biên giới Lạng Sơn. Ngô Đình Thạc là trấn thủ Lạng Sơn khi thành bị quân phỉ vây. Ông chịu chết chứ không đầu hàng. Đóng góp lớn nhất của các nhà khoa bảng làng Tó về văn học, giáo dục là hai cha con Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm là những danh nhân kiệt xuất, học vấn sâu rộng, làm rạng rỡ cho tông phái nhà Nho, vừa là quan văn, vừa là tướng, vừa là nhà sử học, nhà thơ, để lại nhiều tác phẩm có giá trị.
Họ Ngô còn nổi tiếng với dòng Ngô gia văn phái, với thiên tiểu thuyết Hoàng Lê Nhất Thống Chí có giá trị lớn về tư liệu lịch sử. Làng Tó là làng khoa bảng bởi vì tương truyền khi Chu Văn An mở trường dạy học ở quê nhà, có nhiều học trò tìm đến theo học. Trong số này, có một người sáng nào cũng đến thật sớm nghe giảng. Thầy dạy khen là chăm chỉ nhưng không rõ tung tích ở đâu. Ông bèn cho người dò xem thì cứ đến khu đầm Đại, là khu đầm lớn hình vành khuyên nằm giữa các làng Đại Từ, Tứ Kỳ, Huỳnh Cung thì biến mất. Ông biết là thần nước gặp lúc đại hạn kéo dài. Giải bài xong, ông tụ tập các học trò lại hỏi xem ai có tài thì làm mưa giúp dân, giúp thầy. Người học trò kỳ lạ trước có vẻ ngần ngại, sau đứng ra xin nhận và nói với thầy: "Con vâng lời thầy là trái lệnh thiên đình, nhưng con cứ làm để giúp dân. Mai kia nếu có chuyện gì không hay, mong thầy chu toàn cho." Sau đó người này ra giữa sân lấy nghiên mài mực, ngửa mặt lên trời khấn và lấy bút thấm mực vẩy ra khắp nơi. Vẩy gần hết mực lại tung cả nghiên lẫn bút lên trời. Lập tức mây đen kéo đến, trời đổ mưa một trận rất lớn. Đêm hôm ấy có tiếng sét và đến sáng thấy có thây thuồng luồng nổi lên ở đầm. Chu Văn An được tin khóc thương luyến tiếc rồi sai học trò làm lễ an táng. Nhân dân các làng lân cận cũng đến giúp sức và sau nhớ công ơn bèn lập đền thờ, nay vẫn còn dấu vết mộ thần. Theo truyền thuyết, chỗ nghiên mực bị ném xuống đã biến thành đầm nước lúc nào cũng đen, nên thành tên là đầm mực. Quản bút rơi xuống làng Tả Thanh Oai, biến làng này thành một làng văn học, quê hương của Ngô Thị Sĩ và Ngô Thị Nhậm. Trong tâm thức của người làng, thế đất của làng phát đạt về mặt học hành nên có ý thức với việc học. Cuốn Lư Sử Điển Yếu Điều Lệ soạn năm 1791 có viết: "Làng Tả Thanh Oai, đất do sông Tô dẫn mạch, miếu do sông Huệ bồi cơ, danh đăng khoa giáp, thế phiết thi thư, quý mà không phú, phần nhiều là sĩ dân xính về đường học, coi là việc hàng đầu." Làng Tả Thanh Oai trước đây có hai đình là đình Tổ Thị và đình Hoa Xá, nay chỉ còn đình Hoa Xá, thờ Lê Hoàn và bà Chúa Hến, cô gái làng Tó được Lê Hoàn lấy làm phi trong dịp dẫn đại quân theo đường sông ra phía Bắc để tiêu diệt quân xâm lược nhà Tống, ghé thăm làng năm 981. Để có sự thành đạt về khoa bảng, làng Tả Thanh Oai chế độ khuyến học thỏa đáng, làng dành 40 mẫu ruộng để làm học điền, những người đỗ đạt được trọng vọng. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Đừng quên chia sẻ và nhấn like để ủng hộ kênh Hà Nội Phố nhé. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.